CSV Các Quán Sport 3, xin chào các bạn nha. Trong video này mình sẽ review về chiếc Tecmaron Gen 7 nha các bạn. Chiếc Tecmaron Gen 7 7 màu nha các bạn. Thì chiếc này đang có giá là 83 triệu các bạn nha. 83 triệu Tec 7 màu. Thì khung này làm rất là ác các bạn. Màu rất là đẹp luôn. Màu đẹp tươi và nổi ha. Chi tiết rất là sắc sảo nha các bạn. Thì chiếc xe này phối với bánh Richardson 6560. Đồng hút Mitsubishi bị xứ siêu chớn nha. Còn vỏ xe là vỏ xe Victoria Euro các bạn. Cặp bánh xe này là cặp vỏ thôi là 2.8 triệu nha các bạn. Còn bánh xe là 16 triệu. Khung xe là 28 triệu các bạn nha. Khung xe 7 màu ha. Còn yên là yên Zato 3D. Yên này 3.5 triệu nha các bạn. Thì ngoài ra thì mình phối với cặp bánh là di quấn Supercat các bạn ha, di quấn Supercat chính hãng. Thì di quấn chuyển màu Supercat này là 1.060.000 các bạn, 1.060.000 cái cặp di quấn đó. Còn group set là group set Ultegra G8020 full hợp luôn nha, full hợp gia băng nha các bạn, mã V-code đầy đủ nha, sơn khóa ha. Chiếc này là 83 triệu nha các bạn nha. Thì anh chị nào mà có nhu cầu mà view nguyên chiếc xe test hoặc là các dòng xe khác thì liên hệ qua số điện thoại để trên màn hình nha các bạn, add Zalo vào các bạn nha. Thì video này mình quay ngắn gọn thôi nha các bạn, tại vì mình cũng đã quay nhiều video về Tecmaron Gen 7 rồi. Thì cái này chủ yếu mình quay sơ qua cấu hình lên hình nhìn cho nó đẹp hay không. Mỗi người mọi sở thích riêng ha các bạn ha. Mình lên cấu hình, lên hình ảnh, review cho các bạn xem. Thì bạn nào có nhu cầu liên hệ qua cho mình để đặt hàng view xe các bạn nha. Những xe này là shop đặt hết nha các bạn. Rồi, video đến đây kết thúc nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn.